Sao, được không? Được đấy. Hôm nay ông Vinh rủ anh em đây đá bóng à? Được phết nhờ. Ok đấy ông à. Lần đầu tôi thấy nó cho anh em mình chơi một trò đàng hoàng như này đấy. Đúng. Nói chung là mấy hôm trước tao bắt chúng mày chơi mấy cái trò hắc ám căng thẳng quá, nên là tao thấy hơi có lỗi. Nên là ngày hôm nay tôi quyết định sẽ tổ chức cho anh em chơi một trò chơi tử tế, lịch sự và rất là thể thao. Đó chính là trò bóng nhựa hắc ám. Bóng nhựa hắc ám là một trò chơi rất đơn giản mà lại cực kỳ thể thao. Luật chơi vẫn như cũ, mỗi đội sẽ có 4 người và cùng nhau cố gắng phối hợp để đưa bóng vào gôn của đối thủ, từ đó ghi bàn cho đội mình. Ai ghi nhiều bàn thắng hơn sẽ là đội chiến thắng. Tuy nhiên, trò chơi này hắc ám ở chỗ là một khi trận đấu bắt đầu thì cầu thủ sẽ không thể ra ngoài sân cho tới khi trận đấu kết thúc, hay nói đúng hơn là họ đã bị nhốt ở trong một cái sân để đá bóng. Mỗi cầu thủ như thường lệ sẽ có một năng lực đặc biệt, vì vậy hãy sử dụng nó khi cần thiết nhá. Trận đấu bắt đầu. Anh em lên. Ở kìa, anh em lên lấy bóng đi. Không được mày ơi. Làm sao? Sao mà không được? Nào, vào đây. Kỹ thuật của nó căng thẳng quá. Đây chính là năng lực của tao, siêu kỹ thuật. Không thằng nào có thể cướp được bóng từ tao đâu. Thằng Dũng. Hả? Mua thế đủ rồi, dẫn bóng vào ghi bàn đi chứ. Nhưng mà năng lực của tao chỉ đứng im được một chỗ thôi. Trời ơi, cái quân què gì vậy ba? Ui, quả bóng, sao nó tự di chuyển được? Bất ngờ chưa cưng. Đây chính là năng lực của tao, nam châm. Với năng lực này, tao có thể hút được quả bóng về cơ thể tao bất cứ lúc nào. Ui, năng lực mạnh thế. Và đương nhiên, vì là nam châm, tao có thể đẩy được quả bóng đi bất cứ lúc nào với một lực bắn khổng lồ. Ui, đánh xuống luôn à? Sao thế này mà nó không định sút sao? Thật là điên rồi. Hãy xem cú sút nam châm của tao đây. Quả bóng của tao đâu? Chúng mày đã làm gì? Mày nghĩ tao sẽ dương mắt để mày sút bóng vào gôn ra sao? Năng lực của tao chính là tàng hình. Quả bóng của mày đã bị tao tàng hình rồi. Thực chất nó đang ở đây cơ. Hay lắm, thằng khốn. Mày trả lại bóng cho tao. Giỏi thì lại đây mà lấy. Hãy xem cú sút tàn hình của tao đây. Bóng đâu? Bóng đâu rồi? Thế bóng đâu rồi? Tao cũng không biết. Trời ơi, cái quân què gì vậy ba? Thôi xuống đây ba, phim chiều rồi. Vậy bây giờ làm gì hả mày? Thì còn biết làm gì nữa, tản nhau ra đi tìm bóng đi chứ cái gì nữa. Ta tìm thấy bóng rồi. Nhận lấy cú sút của tao đây. Chân của tao. Mày làm sao đấy mày? Sao không? Ê, làm sao? Tao không biết. Quả bóng tự nhiên nó cứng lại, gãy chân tao rồi. Đó chính là năng lực của tao, thay đổi thuộc tính. Tao vừa biến quả bóng của mày thành hòn đá đấy. Anh em, tiến lên. Thằng Việt, mày chịu thua chưa? Ê, boy, chưa chắc đã giòn đâu. Anh em, sút. Mày đùa đấy à?
One eternity later. Với năng lực này, chúng mày đừng hòng ghi bàn vào lưới bọn tao. Bình, nhận lấy. Chết rồi. Hay lắm, đã lúc ghi bàn rồi. Chị nói. Long Bi, hãy xem năng lực của tao đây. Muốn rút sấm sét. Anh em bình tĩnh. Tao chưa được năng lực của mình cơ mà. Năng lực của mày là gì? Năng lực của tao ấy là có thể cầm bóng ấy, đi qua vòng cấm địa. Cái gì? Bình tĩnh. Anh em nhìn tao ơi. Bình tĩnh. Này, anh em mình đang chơi cái trò gì nhỉ? Bọn này đang chơi bóng bầu dục như sao ấy? Nhát, được, vào nó được. Chúng nó căng quá, giờ phải làm sao đây? Bây giờ chúng ta chỉ còn cách dốc hết sức, ghi bàn quyết định. Anh em, 1, 2, 3, go! Sắp hết giờ rồi, còn vài phút nữa thôi. Chúng ta sẽ kết hợp năng lực lại để tung ra đòn cuối cùng. Xem ra chúng nó chuẩn bị sử dụng cho cuối cùng thôi. Thế thì anh em mình cũng phải sử dụng một tí thôi. Combo của chúng ta như sau. Dũng, hãy sử dụng chiêu múa của mày và khiến cho trái bóng xoáy thật là mạnh. Gương, hãy tàng hình quả bóng để đối thủ không thể nhìn thấy. Việt, hãy teleport tao liên tục để tao có thể lấy đà không giới hạn. Nhờ vậy, một cú sút của tao sẽ đạt lực mạnh nhất, phá tan hàng phòng thủ của chúng nó. Combo của anh em mình như sau. Tao sẽ sử dụng năng lực để giúp tất cả chúng mày có thể dùng tay trong vòng cấm. Còn thằng Nguyên, sử dụng nam châm để quả bóng đi càng mạnh càng tốt. Thằng Roy, mày biến tất cả bọn tao thành chất liệu kim loại, tăng khả năng phòng thủ lên. Tốc độ đạt giới hạn rồi, xuống đi Minh. Mày khá lắm. Chúng mày vừa chặn được cú sút mạnh nhất thế giới rồi đấy. Cú sút vừa rồi mạnh đấy. Hôm nay đã vui lắm. Tao bắt đầu thích cái trò chơi hắc ám của mày rồi đấy. Này có nhiều hoa. Anh em ok không? Ok. Được. Trước gì có thêm thời gian để anh em mình đá tiếp. Tiếc là hết giờ mất rồi. Đúng vậy. Tiếc thật đấy. Thế chúng mày muốn đá tiếp à? Sao anh không bảo tao sớm? Kích hoạt năng lực. Cái gì? Năng lực gì? Năng lực của tao là tăng thời gian của trận đấu lên theo ý muốn. Tao còn nạp thêm cho anh em 5 tiếng đá bóng rồi nhá. Anh em cứ đá thoải mái. Chưa chắc đã sắp đâu. Subscribe đi anh em ơi.